Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trong khi đi rừng thì mình có bắt gặp một cây thuốc rất tốt. Thì mình cũng quay để các bạn xem. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây hoàng lực các bạn nhé. Đây mình sẽ quay thật gần phần thân cành lá để các bạn xem. Đây là lá của cây hoàng lực này. Cây hoàng lực thì còn có tên gọi khác là cây xuyên tiêu. Lá cây hoàng lực này thì có hình trứng như các bạn nhé, hình trứng hơi dài. Toàn bộ thân cành rất nhiều gai sắc nhọn các bạn. Đấy các bạn nhìn gai sợ. Còn đây là cái thân già của nó này các bạn. Đây là cây hoàng lực ngọn đỏ các bạn nhé. Cây hoàng lực xuyên tiêu này thì đã được sử dụng trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền. Sử dụng để làm thuốc chữa về căn bệnh thoái hóa đau nhức xương khớp và chữa bệnh gan các bạn ạ. Nói chung là trong các thang thuốc nam thì sử dụng rất nhiều đến cây hoàng lực xuyên tiêu này. Đặc biệt là cái rễ của cây hoàng lực xuyên tiêu này chữa sâu răng rất tốt các bạn ạ. Khi mà các bạn có người nhà mà những các cháu nhỏ bị sâu răng thì các bạn đào lấy cái phần rễ của cây xuyên tiêu này, các bạn dùng tươi nhá, các bạn chỉ lấy một mẩu thôi. Các bạn dập nát thôi, xong thì các bạn cho cái người bị sâu răng đấy đặt vào cái chỗ phần cái răng sâu và cắn chặt lại. Chỉ một lúc thôi là sẽ hết đau. Cứ thực hiện ngày làm vài lần như vậy. Rồi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.